Chào nhóc CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là của Ika. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá những bộ truyện mới và những tạp chí của bên Nhật nha các bạn. Chào mừng các bạn, đây những bộ truyện mới tới từ nhà xuất bản Kim Đồng mới phát hành rồi thứ 6 tuần này và những tạp chí, những quyển truyện gốc Nhật nha. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review hơn về từng quyển truyện nhé các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá quyển tạp chí tiếp theo đầu năm 2024 bên Nhật nha các bạn. Đây là một quyển tạp chí Sunday của đăng chủ yếu là một số chuyện về Conan và một số chuyện khác nha. Đây hình Conan nè, đây những hình và những god kỷ niệm của Conan các bạn và một số bộ chuyện khác. Cái đây có rất nhiều bộ chuyện mình cũng không rõ nữa nên bạn nào biết các tên bộ chuyện này thì cho mình biết nha. Đầu mỗi cái phần chuyện đây là phần chuyện tiếp theo Conan ha, cháp nè, cháp 1122 gì đó các bạn. Rồi ta sẽ có thêm một chuyện mới nè. Bộ chuyện này mình không rõ nữa. Trong đây như mình biết có mỗi Conan nè. Đây, bộ chuyện này thì quen thuộc nha, công chúa ngủ trong lâu đài của quỷ ha, đang được xuất bản tại Việt Nam tới tập 4 đó các bạn. Rồi đây là một bộ chuyện khác nữa nè các bạn ơi, rất nhiều bộ chuyện đấy. Đây bộ chuyện quen thuộc nè, Komi nữ hằng sợ tiếp đang phát hành tới tập 25 ha, do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành nha các bạn. Có một bộ chuyện khác nữa nè. Mình rất thích là những cái màu các bạn, những tranh màu. Ước gì tranh trên tạp chí này, những cái quyển in tạp chí in trắng đen nó tuyệt hơn ha. In này như giấy báo các bạn nhưng mà nó tệ hơn giấy báo các bạn ơi. À, nó tệ giấy báo nữa. Còn bộ này kiểu như là thiếu nữ mang mặt nạ kịch nót thôi gì các bạn, không giống gì đó, mình cũng không rõ nữa. Nếu bạn nào biết thì hãy comment phía dưới cho mình biết luôn nha. Đây một số hình ảnh của phần chuyện này, đây là những cháp mới nhất của những bộ chuyện nha, đăng trên tạp chí rồi sau đó tổng hợp các cháp lại chúng ta sẽ thành một quyển chuyện nha các bạn. Đây rất là nhiều đây, mình không rõ tiếng Nhật nữa nên mua về sưu tầm là chính chứ không phải đọc nha. Đây giới thiệu về movie 27 nè các bạn. Rồi đây là phần mặt sau của quyển tạp chí nha. Quyển tạp chí này cộng với quyển tạp chí lần trước mình review các bạn á, khi ghép hai gái tạo thành một cái bức tranh nha các bạn, giữa Kid và Conan nha các bạn. Đó, Kid và Conan. Rồi khi ghép hai cái bìa mặt trước của hai quyển này lại chúng ta sẽ tạo một bức tranh hoàn chỉnh nha các bạn. Phía dưới là Conan, phía trên là Kid. Đây rất là xịn sò luôn nha. Mình ước gì bìa này nó tuyệt hơn nữa, thường cắt bóng hay là làm cứng hơn thì tuyệt hơn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào, hẹn các bạn trong video lần sau.